Xin chào các bạn, mình tên là Phan Thị Nhã Trúc, học sinh lớp 4A3 trường tiểu học lớp 8, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Các bạn thân mến, hiện nay nhịp sống hàng ngày của con người được hỗ trợ nhẹ nhàng cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao. Nhưng việc đọc sách vẫn được duy trì như một thói quen lành mạnh và nó luôn chứng tỏ được những vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Sách được coi như là một nguồn giải trí tuyệt vời và ngày nay nhiều người đến với sách như một cách thư giãn. Đọc sách thường xuyên sẽ giúp cho bộ não khỏe mạnh, làm thanh thản tâm hồn của chúng ta và giải tỏa tất cả căng thẳng trong cuộc sống thường ngày. Không những vậy, sách hỗ trợ rất nhiều cho chúng ta kỹ năng suy nghĩ, phân tích vấn đề và phát triển trí tưởng tượng của chúng ta. Nhờ vào nguồn thông tin đa dạng, có kiến thức về lĩnh vực khác nhau sẽ tạo cơ sở giúp chúng ta vượt qua một chướng ngại vật và những thách thức trong tương lai. Đọc sách còn rèn luyện cho ta khả năng tập trung tâm trí vào những gì chúng ta đang làm. Khi chúng ta đọc sách, tất cả sự chú ý của chúng ta tập trung vào câu chuyện và chúng ta có thể nhập tâm vào từng chi tiết nhỏ nhất. Mỗi cuốn sách đều mang lại giá trị to lớn cho độc giả và chúng ta nên duy trì thói quen đọc sách thường xuyên. Đến với cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến của tỉnh Gia Lai năm 2024, mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Kỹ nghệ đá quý An Khê, Việt Nam trong bối cảnh các kỹ nghệ ghề hai mẹ ở châu Á, là cuốn sách mang đến cho mình rất nhiều kiến thức bổ ích. Các bạn thân mến, Gia Lai nói chung, thị xã An Khê nói riêng là địa phương có nhiều di tích được xếp hạng, với 13 di tích cấp tỉnh và 14 di tích được xếp hạng cấp quốc gia. Trên thị xã An Khê, ngoài giá trị di tích của vùng đất Tây Sơn Huyền Đạo chứa đựng nhiều trầm tích văn hóa, lịch sử có giá trị, giờ đây An Khê được biết đến nhiều hơn bởi quần thể di tích cấp quốc gia đặc biệt Trọc Tân Gò Đá. Kỹ nghệ đá cụ An Khê, Việt Nam trong bối cảnh các kỹ nghệ ghề hai mẹ ở châu Á, là cuốn sách đem đến cho mình rất nhiều kiến thức bổ ích. Quyển sách kỷ yếu này làm những tham luận liên quan trực tiếp đến kỹ nghệ An Khê. Việt Nam trong bối cảnh các kỹ nghệ ghề hai mẹ ở châu Á là cuốn sách giới thiệu tầm văn và những tham luận liên quan trực tiếp đến kỹ nghệ An Khê. Quyển sách kỷ yếu này sẽ cung cấp cho quý độc giả những thông tin chính mới cập nhật để làm sáng tỏ những quá khứ xa xưa của các cộng đồng cư dân nguyên thủy ở Việt Nam cũng như châu Á và những khu vực khác trên thế giới. Cuốn sách dày 256 trang, được in tranh khổ 16x24cm, do nhà xuất bản Đà Nẵng đã ấn hành năm 2023. Đây là một tài liệu quý giá, khám phá sâu về nghệ thuật đá cổ điển trong lịch sử và văn hóa của khu vực An Khê, Việt Nam. Được biên soạn và xuất bản bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực, là nguồn tài liệu quan trọng cho các nhà nghiên cứu, nhà bảo tồn di sản văn hóa và những người yêu thích nghệ thuật đá cổ trong bối cảnh kỹ nghệ ghề hai mẹ ở châu Á. Cuốn sách này không chỉ là một tài liệu nghiên cứu về nghệ thuật đá cổ truyền thống mà còn là một cống hiến quý báu cho việc hiểu biết sâu hơn về các phong cách và kỹ thuật sản xuất ghề đá độc đáo của khu vực. Với sự tổng hợp kỹ thuật và nghệ thuật từ các nền văn hóa khác nhau, cuốn sách này là một tài liệu tham khảo không thể thiếu cho bất kỳ ai quan tâm đến kỹ thuật và di sản văn hóa của châu Á. Thời đại đồ đá là một thời kỳ tiền sử kéo dài mà trong thời gian. Giai đoạn này, đá được sử dụng rộng rãi để tạo ra các công cụ có cảnh sắc, đầu nhọn, hạt mục mạch để đập. Thời kỳ này kéo dài gần khoảng 3 đến 4 triệu năm và kết thúc vào giai đoạn khoảng 8700 trước công nguyên tới năm 2000 trước công nguyên, cùng với sự ra đời của các công cụ bằng kim loại. Theo cuốn sách, tháng 3 năm 2019, cả thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai nóng rực vì hội thảo khoa học quốc tế về kỹ nghệ đá cụ An Khê do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai và Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga tổ chức. Ở đó, các nhà khảo cổ được chiêm ngưỡng hàng ngàn hiện vật đá có giá trị được khai quật từ những địa tầng nguyên vẹn. Theo tiến sĩ Nguyễn Gia Đối, khi đó là quyền viện trưởng Viện Khảo cổ học, cho biết những hiện vật như công cụ đá ghề hai mạch,
đặc biệt là rìu Tây, đều mang những đặc trưng của rìu Tây giai đoạn tối cổ của nhân loại. Giờ đây, bộ sưu tập công cụ sơ kỳ đá cụ An Khê đã được công nhận là bảo vật quốc gia trong đợt công nhận năm 2022. Đến với những trang sách đầu tiên, chúng ta sẽ được cung cấp một cái nhìn tổng quan về bối cảnh và tầm quan trọng của việc nghiên cứu về kỹ nghệ ghè hai mạch ở châu Á, mở ra một thế giới phong phú của nghệ thuật đá cổ, từ những khám phá mới về kỹ thuật đến những bí mật về văn hóa và lịch sử của khu vực An Khê. Độc giả sẽ được làm quen với những khía cạnh đa dạng của nghệ thuật này, từ các công trình kiến trúc đến các tác phẩm nghệ thuật trang trí. Lồng ghép các bài phát biểu ở đầu trang trong bài giới thiệu có thể giúp độc giả hiểu rõ hơn về nội dung của cuốn sách và tầm quan trọng của hội thảo quốc tế kỹ nghệ đá cụ An Khê. Các bài phát biểu thường chứa những thông tin quan trọng về các nghiên cứu, phát hiện và quan điểm của các chuyên gia về kỹ nghệ ghè hai mạch ở châu Á, từ đó làm nền tảng cho việc giới thiệu sách và phân tích chi tiết trong cuốn sách. Lật mở đến trang 30 của cuốn sách, quý độc giả sẽ được chiêm ngưỡng những các hiện vật gồm rìu Tây gò đá, rìu Tây rọc tưng, rìu Tây rọc lớn, rìu Tây rọc gáo, rìu ghè một mạch rọc lớn, mũi nhọn rọc tưng 1, mũi nhọn tam diện rọc tưng 10, mũi nhọn tam diện rọc hương, mũi nhọn tam diện gò đá, mũi nhọn tam diện rọc tưng 4. Đây cũng là những chiếc rìu Tây, công cụ ghè một mạch, ghè hai mạch nguyên vẹn, độc bản, không giống với bất kỳ công cụ nào do người Nguyên Thủy chế tác cách đây 80 vạn năm ở An Khê nói riêng và Việt Nam nói chung. Các trang tiếp theo của cuốn sách tiếp tục chia sẻ các nghiên cứu chi tiết, phân tích sâu về kỹ nghệ ghè hai mạch ở châu Á từ các chuyên gia và nhà nghiên cứu tham gia hội thảo quốc tế. Nội dung bao gồm các bài báo, bài thuyết trình, hình ảnh và biểu đồ, tất cả nhằm mục đích cung cấp cái nhìn toàn diện và sâu sắc về các khía cạnh khác nhau của kỹ nghệ ghè hai mạch trong ngữ cảnh châu Á. Những trang sách cuối cùng là những tóm tắt và tổng kết các phát hiện, nhận định và kết luận quan trọng mà các chuyên gia đã đưa ra trong quá trình thảo luận và nghiên cứu. Độc giả sẽ được giới thiệu với những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của nghệ thuật đá cổ trong việc hiểu văn hóa và phát triển của một cộng đồng. Ngoài ra, trên những trang cuối cùng, độc giả cũng có thể tìm thấy các thông tin về tác giả, các đơn vị tổ chức hội thảo cũng như các tài liệu tham khảo để tiếp tục khám phá và nghiên cứu về chủ đề này. Cuốn sách được viết bằng hai ngôn ngữ Việt Anh nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết và sự tiếp cận đối với độc giả từ đa dạng từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Bằng cách sử dụng hai ngôn ngữ, cuốn sách có thể đáp ứng nhu cầu của cả độc giả nói tiếng Anh và độc giả nói ngôn ngữ bản địa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truyền đạt thông tin và nghiên cứu về kỹ nghệ ghè hai mạch ở châu Á cho một đối tượng độc giả rộng lớn khác. Các bạn thân mến, cùng với việc tìm đọc cuốn sách ở thư viện, nhà trường thường xuyên tuyên truyền cho học sinh phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Rọc Tưng Gò Đá bằng những việc làm thiết thực như tổ chức cho chúng mình tham quan khu di tích, tổ chức cho học sinh tìm hiểu thực tế tại khu di tích, được việc đưa học sinh đến tham quan khu di tích. Cùng tận mắt chứng kiến những khảo cổ được khai quật là bài học kinh nghiệm lớn đối với việc nghiên cứu bảo tồn cái di tích, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống văn hóa quý báu mà cha ông để lại. Sự phát triển của khoa học ngày nay sẽ không có nếu như không có sự tiến hóa của loài người. Mình cảm thấy rất vui và tự hào vì đã đóng góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của địa phương. Và một lần nữa khẳng định rằng An Khê là cái nôi của loài người, 80 vạn năm khởi đầu câu chuyện Việt. Chúc cho các bạn có những giờ học, giờ